Tôi sợ hãi lùi lại, cả người co ro trong chăn không dám thở. Cho đến khi bước chân của cô ta xa dần, bốn người chúng tôi mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nếu kẻ vừa rồi không phải quản lý, vậy tại sao hắn ta phải giả làm quản lý để đến kiểm tra các phòng ở đây? Bây giờ còn cần phải nói sao? Cô ta chỉ muốn chúng ta vi phạm quy tắc phòng ở. Cô ta không phải quản lý. Nếu chúng ta mở cửa cho cô ta, như vậy chúng ta đã bị vi phạm rồi. Người vi phạm nhất định bị trừng phạt. Lúc này thằng Chí Phèo vô cùng tức giận. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Kỳ quái như vậy, nếu để tao có thể ra ngoài, tao nhất định bảo bố tao san bằng chỗ này xuống. Lý Thiên từ từ cúi đầu xuống. Nó hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Các bạn phòng bên cạnh vẫn đang bị trói bên ngoài. Chúng ta có cần ra cứu bọn họ không? Cứu? Ai sẽ cứu? Mày à, đừng quên rằng giờ chúng ta không thể gọi điện thoại. Bọn nó vì vi phạm quy tắc mà bị trừng phạt. Mày ra ngoài cứu nó, mày cũng sẽ bị trừng phạt. Lý Thiên im lặng, không nói gì nữa. Mặc dù những lời này của Chí Phèo rất lạnh lùng và vô tình, nhưng đó là sự thật. Mọi người trong phòng tôi đều im lặng, mong rằng ngày mai sẽ sớm đến. Nhưng ngay sau đó, ngoài hành lang xuất hiện tiếng động lạ. Tiếng động gì vậy? Thằng Chí Phèo ngẩng cao đầu hỏi. Tôi cẩn thận lắng nghe. Đầu tiên là tiếng tích tích tắc tắc. Sau đó, một số âm thanh như cổng chiên. Âm thanh dường như vang ra từ đầu kia của hành lang. Là tiếng hát chèo. Tại sao ban đêm lại có tiếng hát chèo? Chí Phèo càng nghi hoặc hơn. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ phía trên một lần nữa. Lý Thiên cũng ghé sát qua chỗ tôi. Tôi thề, tôi chưa từng thấy qua thứ kỳ lạ này trong cuộc đời. Trong hành lang dài, khói nghi ngút cả vùng, hai hàng người mặc áo dài đỏ. Bọn họ thổi sáo, đánh chiêng, đi chậm. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn những người mặc đồ đỏ này. Không đúng, họ không phải là người. Vào lúc này, bọn họ liên tục đi về phía phòng của bọn tôi. Tôi lạnh người, Lý Thiên cũng sợ hãi nhắm cả mắt lại. Liên tục run rẩy. Gấu ngốc, bọn mày nhìn thấy thứ gì? Tiểu Hồng thắc mắc hỏi. Thăng Chí Phèo không đợi được, liền nhảy xuống giường, định nắp sau cánh cửa để nhìn ra. Tiểu Hồng cũng vội vàng đi theo. Giây tiếp theo, phản ứng của bọn họ cũng như tôi. Đây là cái quái gì vậy? Chí Phèo bình thường hay gắt cổng, nhưng nó cũng tái nhợt vì sợ hãi. Tiểu Hồng nói, đây là ma tuyển con rể. Tôi bối rối nhìn Tiểu Hồng. Khi còn nhỏ tao đã nghe bà tao nói, nếu một cặp vợ chồng chết trong ngày cưới của họ, oán hận của họ cũng sẽ rất nặng nề. Vì vậy, mỗi ngày họ sẽ tổ chức lại ngày cưới của họ. Vậy làm sao để có thể kết thúc được? Tôi hỏi nó. Tiểu Hồng lắc lắc đầu. Tao cũng không biết, bà nội tao không nói. Tụi mày mau nhìn kìa, bọn họ Chí Phèo hét lên. Tôi ngước đầu xem thử, liền bị chết đứng tại chỗ. Đội tuyển vợ ma đã dường như nhắm được mục tiêu, tiến về phía bọn tôi. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.